kiến cuối ngày sẽ đưa cọc bê tông lên mặt đất để giải cứu bé trai mắc kẹt. Kỹ thuật bơm khoan xoáy nước bằng áp lực lớn đã được triển khai trong tối qua nhưng kết quả hạn chế. Do đó tạm dừng để ưu tiên triển khai khoan bằng kỹ thuật cuồng xoắn nhưng bằng mũi khoan có đường kính nhỏ hơn. Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông trống sâu 35m tại công trình cầu Rọc Sen, huyện Thanh Bình, trưa mùng 4 tháng 1, ông Đoàn Tấn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, sáng nay các đơn vị cứu hộ vẫn đang triển khai các biện pháp khoan cuồng xoắn là biện pháp kỹ thuật áp dụng liên tục từ đầu đến giờ và vẫn đang duy trì. Có những cọc đã khoan xuống độ sâu 34-35m ngang dưới đáy cọc mà em bé bị tai nạn. Theo ông Vũ, tối qua lực lượng cứu hộ đã triển khai song song hai kỹ thuật khoan cuồng xoắn và kỹ thuật phá vỡ đất bằng áp lực cao để tạo xoáy làm tan rã đất. Nhưng kỹ thuật này gặp phải tầng địa chất phức tạp nên kết quả chậm. Do đó, lực lượng cứu hộ tạm dừng để ưu tiên triển khai khoan bằng kỹ thuật cuồng xoắn bằng mũi khoan có đường kính nhỏ hơn. Hiện tại đã có mũi khoan chạm tới đáy cọc. Phần đất còn lại quanh trụ sẽ tiếp áp dụng khoan cuồng xoắn làm tan rã đất, giảm áp lực ma sát tối đa và phương pháp này đang ưu tiên cứu hộ, ông Vũ nói. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm, dự kiến trong chiều nay hoàn thành phá dỡ, làm tan rã các phần đất còn lại. Trong lòng ống có đường kính 1,6 mét để tính tới phương án giảm tối đa áp lực ma sát lên ống cọc, sau đó triển khai phương án đưa ống cọc lên để cắt, thực hiện cứu hộ trên mặt đất. Hiện, lực lượng cứu hộ đã triển khai diễn tập sơ bộ phương án cưa cắt bằng các thiết bị chuyên dụng đối với ống cọc bê tông. Đây là ống cọc bê tông chuyên dụng có độ dày và mắc bê tông cao nên các đơn vị có bước cắt cưa thử để khi áp, thực tế sẽ rút ngắn thời gian. Dự kiến cuối ngày hôm nay sẽ đưa được cọc bê tông lên mặt đất để cứu hộ tiếp theo. Đối với vị trí em bé trong trụ bê tông, ông Vũ cho biết vẫn đang duy trì bơm oxy để thông khí, còn thăm dò bằng các biện pháp nội soi. Ít quang vẫn chưa thực hiện được vì hiện nay ưu tiên cứu hộ. Về vấn đề đảm bảo an toàn thi công cầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị giám sát, quản lý yêu cầu thực nghiệm việc che chắn rào, gắn thiết bị cảnh báo để kiểm soát. Tuy nhiên đây là trường hợp hy hữu. Trả lời câu hỏi cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án gì để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, ông Vũ cho biết hiện tỉnh đang tập trung cho công tác cứu hộ để hiện trường kết thúc sớm và giải quyết khó khăn cho gia đình. Còn trách nhiệm các cơ quan chuyên môn liên quan sự cố công trình này cũng sẽ được cập nhật để giải quyết theo quy định pháp luật. Bắt đầu gắn cáp kéo ống trụ bê tông cứu bé trai. Dù việc làm tại đất sét dưới sâu khá khó khăn, nhưng lực lượng tại hiện trường đang nỗ lực hoàn thành những công đoạn cuối để cứu cháu bé vào sáng nay, mùng 4 tháng 1, để đẩy nhanh tiến độ cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống ống cọc bê tông ở công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Suốt đêm mùng 3 tháng 1 đến sáng nay, mùng 4 tháng 1, lực lượng tại hiện trường khẩn trương dùng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn, tạo độ tơi đất kết hợp khoan cuồng xoắn. Thành viên cứu nạn cho hay, càng khoan xuống sâu thì gặp phải lớp đất sét, kết cấu chặt nên khá gian nan. Tuy nhiên, đến sáng nay đã tiến đến gần đáy ống cọc bê tông. Dự kiến, sáng nay sẽ dùng thiết bị chuyên dụng kéo ống cọc bê tông lên theo hướng thẳng đứng, sau đó tiến hành cưa cắt từng đoạn. 7 giờ 30 phút sáng mùng 4 tháng 1, lực lượng công binh của quân khu 9 đã thực hiện gắn cáp vào ống cọc bê tông. Như đã thông tin, trưa ngày 31 tháng 12 năm 2022, bé Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam rơi xuống ống trụ bê tông đường kính 25cm đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Hiện lực lượng tại hiện trường đang thực hiện các công đoạn cuối. Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cứu nạn bé trai 10 tuổi